đã không anh em? Mình để vào đây đó. Xong mình để thêm miếng xài nữa anh em ơi, xài nhỏ nhỏ thôi, để lên đây quắn là vậy. Tiếp tục để vô đây. Ăn miếng chanh luôn em à, chấm miếng muối nè. Chua quá. Ui chà, nó sướng. Ê ngồi nha anh em. Ừ, nó sướng. Cắn em mới hài hơn nè mà. Cùng MC. Hai xin chào anh em. Hai xin chào anh em mới đến với kênh. Hai xin chào anh em đã đến với kênh Anh Ba Đĩa. Đi quay. Giờ tiếp tục tác nha anh em. Ô đổi người anh em ơi, dợp mẹ anh em ơi. Ây da. À, lâu quá mới tắt nước. Anh em ơi, dợp mẹ anh em ơi. Ây da. Lâu quá mới tắt. Bình thường hút nước không anh em ơi? Mày chắc có đang hung màng chứ. Nhiều lắm anh em ơi. Đứng lên thấy cá này nè. Cá rất là nhiều luôn nha anh em. Nè, gom rồi, gom rồi. Ui. Có cá luôn anh em ơi. Trời ơi, trời. Trời ơi, hớp cái bóng luôn. Cái này len luôn. Anh em có đợt nào về miền Tây mình nha anh em. Miền Tây mình rất là nhiều cá luôn nha. Để số điện thoại luôn cho nó không? Có chứ. Có anh em mới về liên hệ mình nhậu được chứ. Được, anh em thấy không anh em? Được 3 con cá rô khổng lồ nè anh em. Cá này là siêu to khổng lồ nha anh em. Cho khoảng 8 người ăn quá hết cá này á. Cá này dốc lắm nha. Hấp dữ lắm nha anh em. Ô 4 con 4. Đâu. Đây. Đô. Quay gần lắm hết. Đô. Chạy ơi. Mình cái trống rồi nha. Ở đâu mà có một con. Kiếm không có đực đâu, không có cá đâu. Con anh em ơi. Đây mà ơi, dân cá nó lủi dưới đó. Ô, con cá này nó đâu lủi đi là em ơi. Kiếm con cá kia chứ không là con cá đó ngoại tình đó. Cá này chắc ở trong ống cống nó ra quá. Để đâu? Có hai con, có lóc đi hai con không à? Con mắt nó có bị gì không? Nó bị đâu đấy?
giờ ăn không bự là bự lắm nha. Mò đi kiếm thêm đi, mò đi, mò đi cho nó còn dưới đó đó. Có đắt luôn nghe này. Xinh luôn. Hay quá tích cực nè. À dính rồi, dính rồi. Dính cái sáo rồi, dính rồi, dính rồi. Cái sáo rồi, dính cái sáo rồi. Dính nguyên cây gai luôn anh em ơi. Cây gai làm dính nhiều luôn. Anh em mình tiếp tục đi qua cái hộp khác nha anh em. Thì cái hộp đó hồi nãy giờ thì anh em mình cũng được một con cá lóc anh em ơi, chắc khoảng 400 gram á, với một số con cá rô khổng lồ nha anh em. Khoảng 100 con cá rô khổng lồ anh em, khoảng được 100 gram á, 100 con được 100 gram. Khoảng 100 con cá rô khổng lồ anh em, khoảng được 100 gram á, 100 con được 100 gram. Tiếp đi qua hộp khác anh em ơi. Tập anh em mình qua cái hố khác nha anh em. Mình chặn đầu nó lại và mình bắt tiếp anh em ơi. Biết đâu thì biết đâu anh em mình hôm nay may mắn bắt được thêm cá lóc nữa sao anh em. Cá lóc đầm ở quê mình rất là nhiều luôn anh em ơi, nhưng mà cá bự thì không có. Đây anh em, nãy anh em mình bắt được một con cá lóc này nè anh em, với 100 con cá rô khổng lồ nha anh em. Rồi bây giờ tiếp tục xuống tác tiếp anh em ơi. Giờ kiếm thêm cá lóc về nhà nó đủ mấy anh em nướng mình ăn bữa trưa chứ. Hiện tại nó rất là nắng nha anh em. Vẫn 35 độ C anh em ơi. Nắng kinh hồn luôn á. Nắng mà anh em làm cực luôn á anh em ơi. Rồi hộp này chắc lỗ anh em ơi. Hộp này này nãy giờ anh em mình tát xong rồi có không, có không? Ồ, có ốc bưu vàng, có được một con ốc bưu vàng thôi anh em ơi, này lỗ rồi anh em ơi. Rồi thì bây giờ mình quay tiếp anh em ơi, tới mình tới cái hộp khác mình quay tiếp. Hộp thứ ba rồi, không có cá luôn anh em ơi. Nằm ở giữa cống mà sao bắt bây giờ ta. Không lẽ bây giờ anh em mình điện máy múc xuống anh em. Thật tay vô bắt. Coi chừng con rắn nha. Con rắn cắn con chim à. Con cắn được. Được anh em ơi. Đụt quá. Được cá lóc nha anh em. Được cá lóc nữa là hai con nha anh em. Hai con rồi. Cá lóc này nhỏ quá anh em ơi. Chắc tầm khoảng nửa ký anh em ơi. Ủa, con này 3 gram mà. Tiếp tục anh em mình đi hết nguyên cái đường nước này luôn nha anh em.
mình kiếm mình săn làm sao hết cái đường nước này. Giờ anh em mình đi kiếm hàng bắt thôi anh em ơi. Chắc anh em mình bây giờ mò tiếp một hộp nữa anh em ơi. Nếu không có thì anh em mình sẽ đi về nướng thôi anh em ơi. Bây giờ 12 giờ trưa anh em, đứng ở ngoài mà cũng ba mấy độ rồi. Anh em mình chứ cũng hơi mệt rồi đó anh em ơi. Ơi mệt lắm. Giờ anh em gom đồ lên xe chuẩn bị về anh em ơi. Qua hộp này mà không có anh em ơi. Con gì trong ống cống anh em ơi. Thôi chạy qua cống bên kia coi. Cá trê anh em ơi, cá trê anh em ơi. Quẩy kinh hồn luôn anh em ơi. Đó đó anh em nghe tiếng không anh em? Có anh em ơi. Trời. Cá lóc nữa anh em ơi. Trời ba con này chắc anh em mình về chắc đủ rồi anh em ơi. Nằm trong cống. Giữa đóng sao ấy. Con trong đây nữa. Ồ. Oh. Ba đúng con rồi, anh em ơi, đủ hàng anh em ơi. Mấy con kia về chiên sù nữa là mình hốt được rồi. Anh em ơi. Rồi. Anh em mình rút quân thôi anh em ơi. Rồi bây giờ mình lên lửa nha anh em ơi. Cá này mà nướng rơm thì thôi. Phải nói luôn anh em ơi. Hết biết luôn. Nó ngọt thì thôi luôn. Hết sảy bà bảy luôn. Hết sảy con bà bảy luôn. Quá nóng anh em ơi. Cái này mà có vài giá chi váp nữa hả? Ôi trời nóng. Kia nó bay mất tiêu luôn rồi. Con kia chắc nó thành rơm rồi.
đâu ta? Cái con cuối cùng cũng phát nó phát hiện rồi. Ừ, con đó đó. Không thấy luôn. Xuống tiếp vậy? Lấy tiếp rồi, quá nóng rồi. Nóng gì ha? Không rồi, cá kia đâu? Đây là gì đây? Con gà nóng. Hôm nay nó cháy thành than rồi anh em. Chắc nó cháy thành than luôn. Mày nó dễ sợ nó ngã đâu rồi đó. Đây 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 anh em ơi. Nằm đây nè anh em ơi. Không có kinh nghiệm trong những cái này nè anh em. Rồi vậy đó mình nên cạo ra là ok đó. Ăn cá thành phẩm. Cái vị cho ngon lắm nghe anh em. Lên mình cạo cái da đó là ok luôn. Rồi thì bây giờ mình cạo ra anh em ơi. Cạo ra nó ngon lắm anh em ơi. Cạo cho lớp này nè anh em. Con cá này xăm mịn gì kìa. Cá nó xăm mịn đó. Xăm mịn trái tim. Lấy lá xả quá mình trà trà giống cực cày á. Rồi thì giờ mình ăn thôi anh em ơi. Cá thì mình rút ra nha anh em. Rút cây ra luôn. Rút cây ra vậy. Lấy cây. Rút có cây luôn nha anh em ơi. Lấy cây. Không ăn luôn có cây cũng được. Mình để ngay cái sống lưng nha. Xịt lại đây phát. Để ngay cái sống lưng nha anh em. Xịt lại đây luôn nè, gần này. Để ngay sống lưng nha anh em. Đó. Làm cá nó như thế này. Rồi giờ mình đem con cá ruột bỏ nha anh em. Ôi trời. Ngon lắm anh em ơi. Dưới ăn mà. Thì thịt mình thấy thịt nó trắng nè. Thấy không? Ăn mới biết ngon chứ. Trắng qua trắng nó xài kem rồi. Cái nó xài kem trộn, tại kem trộn á. Thần mình lấy đu đũa cho nó dễ nha anh em. Đâm mà đũa đâu. Đũa đây. Đó, đũa đây. Wow. Cá đây anh em ơi. À, ai dùng cái nhỏ thằng thang đâu. Cái nhỏ thằng ok nha anh em. Wow. Cái xương này vậy mình chiên giòn lên ăn á, ngon lắm. Nhúc cái xương anh em ơi. Ăn luôn xương mới ngon. Ngon nhất là cái xương. Ngon nhất cái xương ông ăn đi. Xương thật chưa. À dạ, nóng. Nóng vậy. Thì ăn chờ đợi đi ăn miếng xài. Đói bụng quá đó bụng. Wow. Bỏ ra ngoài luôn anh em ơi. Bóng bóng luôn anh em ơi. Bóng dục luôn nha anh em. Có trứng luôn kìa. Rồi. Cái gì? Con cá này cá đực nó có trứng nè. Mời anh em nha. Mời anh em nước nha anh em. Quá khát nước anh em ơi. Đây nè. Vô. Vô mời anh em nha. Ăn này uống cua ca là hết sảy luôn anh em ơi. Ăn màu tiêu. Rồi thử đi. Ôi anh em ơi, bây giờ thì mời anh em miếng cá nha anh em. Miếng cá trắng nha, trắng tinh khôi luôn. Trắng giống y ngọc trinh luôn anh em ơi. Bây giờ, tay mình ở ngoài đồng thì nó hơi dơ tí nha anh em. Đây, mời anh em nha. Ôi sao. Để cho đây anh em ơi, mình khuấy. Wow. Lúc vô ca. Wow, phải nóng dữ lắm anh em ơi. Lúc vô ca. Lúc vô, rào rớt luôn à. Khán giả ngoài chảy nước miếng ra luôn. Để lên miếng rau anh em ơi. Cái này là tốn nước miếng lắm nha anh em. Để lên quấn lên. Rồi nha anh em. Hết sảy con mà bảy luôn. Hết sảy con mà bảy luôn. Hết sảy con mà bảy luôn. Thơm lắm anh em ơi. Ăn miếng rau hả? Cá ngoài đồng.
mình bắt ngoài đồng á anh em, mình ăn ngoài đồng á ngon lắm. Xài luôn làm miếng xài luôn anh em, cho đổ bộ luôn. Con miếng xài vừa cho tiêu rồi. Ngon miếng xài luôn, miếng xài luôn. Uống miếng xài rồi làm ơi. Đi bắt cá nó khát nước từ hôm qua tới giờ mà nước như đổ nó uống hết trơn rồi. Thôi tôi ăn thử miếng rồi sao nghe anh em. Rồi anh em thử đi, anh em thử luôn đi. Thử đi kẹt. Ăn thiệt. Đấm lúc vô ca. Nè ăn thiệt luôn chứ không ăn thử nha. Ăn thiệt đi chứ đừng ăn thử. Từ đó giờ chưa ăn cá nào mà như cá này luôn á. Cá này dai dữ mấy không? Có động mà. Tôi đang kia ăn cá nó khác khác cá này á. Chấm gà. Đồ này không có muối ăn xài ta. Đâu có biết có xài đâu. Món dùng miếng rau rồi. Nói gì nữa ba điếc. Đi làm này để quá ngon anh em ơi. Tôi cũng không suy nghĩ tới cảnh này luôn á. Ôi. Cá đã anh em ơi. Không gian hữu tình. Ăn ngoài đồng thì còn gì bằng nữa anh em. Làm miếng ớt nha. Cá này mà lên kia tôi không biết làm sao được món này nữa. Ngon nghe anh em. Gì đâu á. Này là ăn một cái là hết biết luôn nghe anh em. Quá nhức dằn, quá ăn miếng như leo à. Mới chấm vậy thôi chứ còn cái gì bằng. Như leo này nhà chậm luôn anh em. Cái đầu gì cá nó ngọt, ăn miếng rau nữa anh em ơi. Hòa quyện với nhau. Thêm miếng muối nữa. Bá cháy bùi cát. Quá. Hay quá giờ anh em ơi. Nãy rửa rồi cầm vô này nướng cá nữa. Quá lọ. Nướng cá nữa đi. Bây giờ mình làm một cái quán nha anh em. Salad, miếng rau nhấp cá, miếng rau thơm, miếng xài non. Cái gì cái này xài già chứ non gì. Quá lắm không? Thêm miếng cá nữa anh em ơi. Ôi chà, để lên. Anh em quán lại nha. Tay tôi nó thèm gì mà nó rung anh em ơi. Chấm miếng muối huyền thoại. Ăn hết luôn nha. Phong cảnh như thế này mà có miếng cá này ăn nữa thôi còn gì bằng anh em. Anh em phải đợi từ lúc 8 giờ tới 1 giờ mới được ăn anh em. Bởi vì nó ngon lắm. Quá thơm ngon. Mà con cá nó có rơm vô, hình như cái mùi thơm nó thấy nó có cái mùi rơm vô anh em, nó khác. Chứ khi mà mình nướng than, nướng củi á. Ui. Mà anh em mới nữa nha. Những cá, thịt cá này anh em ơi, thấy. Thịt cá anh em thấy trắng xóa luôn không? Anh em mình ăn hơi dơ tí anh em, nó có dính miệng hay dính tay vậy anh em cũng thông cảm cho mình nha. Ăn miếng rau gì nữa thì thôi còn cái gì bằng. Đã hết sảy con bà 7 rồi, bây giờ hết sảy con bà 8 luôn anh em ơi. Trời cái mướt làm sao ngon vậy? Không kỹ được. Cái này về với chấm ngon không? Xuống anh làm sao vậy? Xuống mua một cái khóa học làm nước chấm anh em, mình mới dạy. Nó dẫn cho nửa tháng nó mới học được cái đó. Mình làm thấy anh em ơi. Cái đuôi con cá này nó đang giống như mấy anh. Quá ngon. Cho nó quán cái đầu luôn. Ăn miếng xài nữa thôi. Rồi cái nó còn sống hay gì anh Linh. Nhảy cái đầu đây này cho nó ngon lắm nha anh em. Có thằng ăn không hiểu.
ăn mấy anh quay phim. Cái này chắc hao nước chấm lắm nghe nè, nước chấm quá ngon. Hồi nãy biết cái này chơi anh da đen đẹp trai coi. Hồi nãy biết coi làm thêm à. Thiếu không? Nãy tưởng bắt được con ít cá rô. Không ngờ bắt được cá lóc. Nó thiếu nước chấm. Đuôi này vậy chứ ngon lắm. Cá nãy đuôi đâu rồi? Cá đuôi anh Thắng bắt nãy đâu ta? Anh ăn cá đuôi bị đuôi chưa? Là miếng dưa leo rồi. Nó dưa vào. Dưa leo nhà chồng khác như leo mình chợ ta. Rồi tắt đi phát. Chậm rồi. Sao làm miếng dưa leo luôn anh? Miếng xài luôn. À. Có xài hả? Rồi vô miếng gì vát luôn đi. Cái đầu con dây đèn trai quá ngon. Rồi giờ mình sẽ làm một cuốn nữa cho mời anh em nha. Hết rồi. Đầu thịt lắm anh em. Thịt nó nằm phần này là ngon nhất này anh em. Béo, đã. Phần này là phần thịt dài anh em. Thấy cá này cũng có tuổi từ 2 tuổi đến 3 tuổi rồi đó. Mình ăn thử nha. Wow, nhìn miếng thịt đã mà anh em. Mình để vào đây. Đó. Xong mình để thêm miếng xài nữa anh em ơi. Xài nhỏ nhỏ thôi. Để lên đây. Quấn là vậy. Tiếp tục. Để vô đây. Ăn miếng chanh luôn em à. Chấm miếng muối rồi. Chua quá. Chua chà, nó sướng. Ê ngồi cho anh em. Ờ, ngồi nó sướng. Cắn em mới hài nữa nè mà. Cũng mấy bên xe. Nãy giờ anh em mình ăn cũng nhiều rồi anh em ơi. Để mình ăn hết đi sao mình nói. Rồi nãy giờ anh em mình làm cũng thời gian nó rất là lâu rồi anh em ơi. Thì bây giờ anh em mình xin tạm ngừng clip tại đây nha. Nếu anh em thấy clip của mình hay á anh em, thì anh em hãy nhớ cho mình một like và một subscribe đăng ký kênh nha. Để anh em mình tiếp tục ra những video mới hơn và sẽ nhận thông báo từ mình nha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em. Chào tạm biệt anh em đi. Bye anh em nha. Bye anh em. Hẹn anh em bye clip anh em. Nha. Bye anh em nha, bye anh em nha.